Ngày Trẻ Em Thế Giới được tổ chức trên toàn cầu vào ngày 20 tháng 11 hàng năm nhằm đánh dấu việc thông qua Công ước Quyền Trẻ Em. Trong suốt nhiều năm qua, Ngày Trẻ Em Thế Giới được xem là ngày để vận động chính sách, vận động xã hội và nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách nhất mà trẻ em đang phải đối mặt, lắng nghe tiếng nói trẻ em, tiến hành các hoạt động vì trẻ em, bởi trẻ em. Ngày Trẻ Em Thế Giới năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do đại dịch Covid-19. Những xáo trộn xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian qua đã tác động không nhỏ đến trẻ em, đến sức khỏe tâm thần, sự an toàn, phúc lợi và quyền của các em. Nhân Ngày Trẻ Em Thế Giới này thì em mong rằng là các bạn trẻ có thể có một tinh thần thật tốt, lạc quan, có một sức khỏe khỏe mạnh và học tập thật tốt để chúng ta có thể vượt qua được thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Và em mong muốn rằng tất cả các trẻ em sẽ được sống trong sự yêu thương, bao bọc của toàn bộ xã hội. Nhân Ngày Trẻ Em Thế Giới, em mong các ngành quan tâm nhiều hơn về những vấn đề của trẻ em, như là vấn đề về sức khỏe, vấn đề về dinh dưỡng và tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát huy tài năng và năng lực của mình trong tình hình dịch bệnh và học online trong dịch bệnh, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tinh thần của trẻ em. Tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Đây được xem là quyết tâm, là cam kết của thành phố trong việc thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Trẻ Em Thế Giới 20 tháng 11 năm 2021, cầu rồng Đà Nẵng sẽ được thắp sáng bởi một màu xanh nhằm hưởng ứng sáng kiến toàn cầu, thắp sáng màu xanh như một biểu tượng thể hiện cam kết, đẩy mạnh thực hiện quyền trẻ em của chính quyền thành phố.